Chào mừng các sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 2, sách Ánh Diều, bài 56, bảng nhân 5. Mỗi tấm thẻ có 5 chấm tròn. Các em lần lượt lấy ra 1, 2, 3 tấm thẻ, rồi nêu các phép nhân tương ứng. Cụ thể, các em lấy ra một tấm thẻ, ta có 5 chấm tròn. 5 được lấy một lần. Các em nêu phép nhân tương ứng là 5 nhân 1. Ở đây các em ghi nhớ là số nào nhân với 1 thì cũng bằng chính nó. 2 nhân 1 bằng 2. 5 nhân 1 bằng 5. 5 được lấy một lần, ta có 5 chấm tròn. 5 nhân 1 bằng 5. Tiếp theo là các em lấy ra hai thẻ. 5 nhân 1. 5 nhân 2. 5 được lấy hai lần. Các em nêu phép nhân là 5 nhân 2. 5 cộng 5 bằng 10. Vậy 5 nhân 2 bằng 10. Tiếp tục, các em lấy ra 3 tấm thẻ. 5 nhân 1, 5 nhân 2, 5 nhân 3. 5 được lấy 3 lần. Các em nêu phép nhân tương ứng là 5 nhân 3. 5 cộng 5 cộng 5 bằng 15. Vậy 5 nhân 3 bằng 15. Tương tự, các em lấy ra 4 tấm thẻ, 5 tấm thẻ, 6, 7, 8, 9, rồi 10 tấm thẻ. Các em nêu ra các phép nhân tương ứng. Sau khi nêu xong thì chúng ta có hoàn thiện bảng nhân 5 như sau. Cách để các em nhẩm bảng nhân 5. Bắt đầu các em nhẩm từ 5 nhân 1. Bằng 5. 5 nhân 2 thì các em lấy kết quả của phép tính trước, các em đếm thêm 5. Bảng nhân 2 thì các em đếm thêm 2. Còn bảng nhân 5 thì các em đếm thêm 5. 5 cộng 5 bằng mấy? À, bằng 10 đúng không? Vậy 5 nhân 2 bằng 10. 5 nhân 3. Các em lấy kết quả của phép tính trước là 10. Đếm thêm 5. 10 cộng 5 bằng 15. 5 nhân 4. Lấy 15 cộng 5 bằng 20. 5 nhân 5 lấy 20 cộng 5 bằng 25. 5 nhân 6 lấy 25 cộng 5 bằng bao nhiêu? À, bằng 30. 5 nhân 7 lấy 30 cộng 5 bằng bao nhiêu? À, bằng 35. 5 nhân 8 lấy 35 cộng 5 bằng 40. 5 nhân 9 lấy 40 cộng 5 bằng 45. 5 nhân 10 lấy 45 cộng 5 bằng 50. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thiện bảng nhân 5. Tiếp theo là các em sang phần bài tập 1 tính nhẩm. Dựa vào cách hướng dẫn của thầy giáo ở trên,
thì các em sẽ bấm tạm dừng video. Các em tính nhẩm các phép tính này nha. Rồi, các em nhẩm xong chưa? 5 x 3 bằng 15. 5 x 7 bằng 35. 5 x 6 bằng 30. 5 x 4 bằng 20. 5 x 1 bằng 5. 5 x 5 bằng 25. 5 x 9 bằng 45. 5 x 10 bằng 50. 5 x 2 bằng 10. 5 x 8 bằng 40. Bài tập 2, tính 5 kg nhân 2 thì các em lấy 5 này nhân 2 bằng 10. Chỗ này là kg thì các em cứ giữ nguyên thôi. Tức là bằng 10 kg. Bằng cách nhẩm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em hoàn thành phần còn lại nha. Rồi tương tự, 5 x 4 bằng 20 kg. 5 x 8 bằng 40 cm. 5 x 9 bằng 45 dm. 5 x 7 bằng 35 lít. 5 x 5 bằng 25 lít. Bài 3, câu A, nêu phép nhân thích hợp với mỗi tranh vẽ. Mỗi bình có 5 con cá. Vậy, 3 bình có tất cả bao nhiêu con cá? À, 5 x 1, 5 x 2, 5 x 3. Phép nhân thích hợp là 5 x 3 bằng bằng 15. Như vậy là có tất cả là 15 con cá. Tiếp tục, mỗi chiếc thuyền có 5 bạn. 4 chiếc thuyền có tất cả bao nhiêu bạn? 5 x 1, 5 x 2, 5 x 3, 5 x 4. Các em viết phép nhân thích hợp là 5 x 4 bằng 20. Có tất cả 20 bạn đang đua thuyền. B. Kể một tình huống có sử dụng phép nhân 5 x 3 trong thực tế. Có rất nhiều tình huống các em có thể kể. Thầy giáo ví dụ. Trên bàn mỗi đĩa có 5 quả cam. 3 đĩa có 15 quả cam. Ta có phép nhân là 5 x 3 bằng 15. Như vậy là các em nêu tình huống như sau. Trên bàn mỗi đĩa có 5 quả cam. 3 đĩa có tất cả 15 quả cam. Ta có phép nhân 5 x 3 bằng 15. Tiếp theo là các em sang phần thực hành 4. Câu E, hãy đếm thêm 5. Đếm thêm 5 bắt đầu từ 5. Đó chính là cách mà chúng ta nhẩm bảng nhân 5. 5 thêm 5 bằng 10. 10 thêm 5 bằng 15. 15 thêm 5 bằng 20. 20 thêm 5 bằng 25. 25 thêm 5 bằng 30. 30 thêm 5 bằng 35. 35 thêm 5 bằng 40. 40 thêm 5 bằng 45.
45 thêm 5 bằng 50. B. Xếp các chấm tròn thích hợp với phép nhân 5 x 5, 5 x 7. Trước hết là phép nhân 5 x 5. Đầu tiên là các em vẽ mỗi nhóm có 5 chấm tròn. Ta có 5 x 1, 5 x 2, 5 x 3, 5 x 4, 5 x 5. Rồi 5 x 7 các em làm tương tự. Nhân 1, nhân 2, nhân 3, nhân 4, nhân 5, nhân 6, nhân 7. Được chưa? Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.